cái hình này con chụp ở nhà của con thì sư phụ cho con biết cái này là cái gì ạ? À? Để con thử. Nói chung á là một vị nào ở trên trời, nhà con á là cũng không phải nhà bình thường, thì mấy vị đến thăm thôi, đâu có rõ là gì. Dạ, nào. Đây nữa là sư phụ. Đúng rồi đó, nhưng mà đâu phải thử. Đây cũng là một cái chuyện tốt. Những nhà thường đâu có mấy vị đến chiếu cố đúng không? Cho nên có mấy cái hiện tượng này á là phước của mấy con thôi. Dạ, cái là mình gần trời, gần Phật, gần thánh thần, gần tiên, gần sư phụ. Dạ. Thì là mấy con được cứu ra khỏi cái cõi tai họa này được hơn nữa rồi đó. Dạ. Hiểu chưa? Tức là hiểu được mấy cái này là đã hơn người dưới kia. Cái này thuộc về xuất thế gian rồi. Từ ngày con biết sư phụ xong rồi con cắt dấu yên tâm, con dán cắt cửa nhà con và nhà mẹ con nhiều khó mỗi ngày. Hả? Bởi vì cái dấu yên tâm á, mà khi mà quỷ thần mở đi để mà bắt những cái sàng lọc á, Mỹ 17 gồm 3 ai đây dấu thần nó phát quang rồi, nói gì nói thì biết mà, tôi nói gì kêu là sư phụ phải nói cho mọi người phải đeo. Còn ai mà không đeo á là người đó thì là khác, có thể bị mà. Khoảng 6:30 đến 8:30. Cảm ơn con.